Hoàng Việt Long Hưng Chí, tác giả Ngô Giáp Đậu, ban biên tập trang Việt Sử .org, hồi thứ 12. Mạnh thế nước, đất gia định dựng đô, nghiêm binh uy, Lê Văn Quân chịu tội. Lại nói chuyện sau trận chiến đồng tuyên, Nguyễn Hoàng Đức và thuộc hạ 500 bị quân Tây Sơn bắt sống. Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ khen Đức là tướng dũng cả muốn thu dùng đức ở trong quân của nguyễn huệ vẫn định trốn về với thế tổ nhưng chưa có dịp thuận tiện một hôm đức chiêm bao lớn tiếng chửi máng huệ nhưng huệ cho là lời nói mê mà bỏ qua huệ lại đem biếu đức nhiều châu báu muốn cố kết tâm ý của đức nhưng đức trước sau vẫn không đổi ý sau khi ra đánh thăng long rồi trở về huệ để đức ở lại cùng nguyễn văn duệ trấn thủ nghệ an văn duệ vốn là thuộc tướng của nguyễn nhạc không muốn để cho huệ dùng sau Đức cùng Duệ đi theo đường núi lén về Quy Nhơn với Nguyễn Nhạc. Duệ dẫn 5.000 quân bộ hạ lên đường về Nam, sai Đức dẫn 500 quân tùy tòng đi trước để làm tiền đạo. Đức đi được hơn 10 ngày, sai người quay lại tạ ơn Duệ, nói rằng, kẻ quốc sĩ ai cũng đều thờ phụng cho chủ mình. Đức tôi không quên ơn Nam Triều, cũng như tướng quân không quên ơn Tây Sơn. Hơn nữa, chủ cũ của Đức tôi là bậc chân chúa, thiên mệnh theo về. Tướng quân nếu muốn bỏ tối theo sáng thì có thể cùng đi với Đức tôi. Văn Duệ tức giận cho là Đức bán rẻ mình, muốn tương kế tựu kế mà giết đi. Bèn sai quân cầm lệnh tiễn đuổi theo đỗ dỗ Đức, hẹn Đức, chờ để gặp nhau phân biệt cho rõ phải trái. Đức biết ý, sợ chậm trễ sẽ bị Duệ bắt. Bèn luôn đêm rẽ lối khác theo đường lạc hòn, ngoặt sang vạn tượng, đường đi quanh co khuất khúc. Quân sĩ hết lương ăn phải kiếm lá rừng mà hái ăn. Các bộ lạc người Lào nghe danh tiếng của Đức, nhiều người mang cơm gạo đến tiếp tế. Đức thoát sang tới đất Xiêm, nhưng lúc ấy Thế Tổ đã về nước rồi. Vua Xiêm muốn giữ Đức ở lại, nhưng nghe Đức Tâu trình tình cảnh gian nan đi tìm chủ, nên vua Xiêm cũng ưng thuận, lấy lễ tiếp đãi rồi cho Đức về. Đức về đến gia định liền tìm đến ý kiến Thế Tổ, lúc bấy giờ đang đóng hành tại ở chùa Kim Cương. Thế Tổ vỗ về yên ủi, trao cho Đức giữ chức giám quân Đinh Trung Quân, quản lĩnh tướng sĩ Trung Chi. Thế Tổ triệu học các tướng để bàn định việc đánh giữ, Tôn Thất Huy và Tống Phước Đạm tâu rằng. Nam Triều ta lui vào giữ gia định đến nay đã hơn 10 năm, thất thủ 4 lần, là vì ít quân nên mới bị thua trận. Địa thế tuy hiểm yếu nhưng cố thủ không vững mới xảy ra như vậy. Tuy nhiên, Nhà Hán nếu không có vương mãng thì không có quang vũ hưng binh ở Trung Lăng. Nhà đường không có dợ hồ thì cũng không có chuyện đường túc tông giấy quân ở Linh Vũ. Nay Chúa Thượng thu phục được đất đai cũ, chiêm nghiệm ý trời thì thấy biển cần hải gió xuôi, sông bến nghé trong nước rõ là có điểm trời ứng. Nghiệm về nhân sự thì trong dân gian lắm thóc nhiều gạo, vui lòng cung đốn cho quan quân, binh tướng Tây Sơn về hàng xem chừng đánh thì thắng được nhưng bọn thần nghĩ kỹ thấy đó chưa phải là kế sách vạn toàn. Hiện nay, ta đóng quân ở đồn cũ tân, khai nhỏ hẹp, hiểm về sức người thì ta không có thành sắt, tức là kim thành như nhà tần, hiểm về thiên nhiên thì không kiếm cát như nhà thục. Nếu địch đưa quân đánh vào Nam thì không tránh khỏi tai họa bị đốt thành. Trong hào lũy không có lương thực khí giới, xảy ra chiến sự biết lấy gì mà đánh giữ. Vậy bọn thần xin Chúa Thượng chia các tướng đi đóng đồn ở các dinh, đồng thời cho đắp thành gia định thật vững chắc, rồi sau mới huy động binh lương để mưu đồ khôi phục. Thế tổ khen lời bàn ấy là đúng, bèn giao cho Tôn Thất Hội làm đốc viện xử lý các công việc trong thành gia định. Quân tuần thám vào báo hoàng tử Cảnh đi Tây Dương đã trở về. Trước cảnh sang Tây Dương cầu viện, mất 2 năm mới tới nước Đại Tây, tức là nước Pháp. Quốc vương nước Pháp là Louis thứ 16 đã hẹn giúp quân nhưng xảy ra sự biến ngày 14 tháng 7 nên không thực hiện được. Chú thích ngày 14 tháng 7 tức ngày xảy ra cuộc đại cách mạng Pháp 14 tháng 7 1789, xóa bỏ chế độ quân chủ chuyên chế của Louis thứ 16. Bá Đa Lộc bền bàn với tùy viên quân sự của Pháp tại Ấn Độ là Bania ra đột cho hai chiếc tàu theo Bá Đa Lộc hộ tống Hoàng Tử Cảnh về nước. Chú thích, hai tàu này hiệu là tàu rồng và tàu phượng đến eo biển Malacca thì phái đoàn của Bá Na Lộc gặp Trần Văn Học từ Ấn Độ trở về. Đến đảo Côn Lôn thì sai người đi trước về báo tin. Thế tổ sai Tống Phước Tân đi trước nghênh tiếp, sau đó sai Tôn Thất Hội đem binh thuyền ra cửa Cần Giờ đón phái bộ trở về. Bấy giờ, Trần Văn Học đi thuyền biển không may gặp bão giạt vào đảo, lui sông. Hoàng Tử Cảnh đã trở về chiều vất vả trốn hải ngoại, cả đi lẫn về mất 6 năm, đều là nhờ công lao bảo hộ của bá Đa Lộc. Thế tổ xét công ấy trao cho bá Đa Lộc chức đạt mệnh điều chế chiến tàu thủy bộ viện binh, giám mục thượng sư, sen hô và vane xin ở lại làm bề tôi cho thế tổ, được thế tổ ban cho họ tên Việt là sen hô Nguyễn Văn Thắng, vane Nguyễn Văn Trấn, cùng được trao chức cai đội cho quản lĩnh hai tàu Long Phi và Phượng Phi. Cũng trong dịp này, thế tổ sai trương văn giao làm chấn thủ ở phiên chấn nguyễn văn đạo chấn thủ dinh chấn biên nguyễn đức thiện chấn thủ dinh chấn định hoàng tiến thanh chấn thủ dinh vĩnh chấn mà công bính chấn thủ hà tiên lại sai nguyễn văn thành đóng giữ lũy ngư giác để phòng quân tây sơn từ phía đường biển đánh vào trần văn học từ đảo lui sông trở về thế tổ sai học làm phiên dịch cho Ly để dịch nói và dịch các sách vở nói về việc chế tạo hỏa sa địa lôi và các binh khí khác Chú thích: Oli có phần chắc là Olivier Primaner, thường gọi tên Việt là ông Tín, là một sĩ quan công binh và hải quân, một nhà phiêu lưu người Pháp, người có một vai trò khá quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Ông đóng vai trò chủ chốt trong việc người Pháp giúp hiện đại hóa lực lượng của Nguyễn Ánh. Thế Tổ Sai học đo đạc các vùng đất đai của thành mới gia định, vẽ đồ bản để dâng nộp, sau đó Tôn Thất Huy đốc xuất tướng sĩ bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 2 năm quanh tuất, tức tháng 3 năm 1790, khởi công đắp thành đất gia định. Thành mở thông tám cửa đều xây theo kiểu cửa bát quái. Phía, phía nam hai cửa kiền nguyên và ly minh, phía bắc hai cửa khôn hậu và khảm hiểm, phía đông hai cửa trấn hanh và trấn trí, cấn trí, phía tây hai cửa tốn thuận và Đạt, đoài duyệt. Phía trước xây nhà thái miếu để thụng phờ để phụng thờ liệt thánh. Liệt thánh chỉ tiên tổ các chúa Nguyễn từ Nguyễn Kim, Nguyễn Hoàng trở về sau. Phía sau dựng tẩm điện làm nơi ở của quốc mẫu, ở giữa xây hành cung, các kho tàng ở về phía bên tả, các cục chế tạo ở về phía bên hữu, bốn phía dựng các dãy nhà cho các quân thân binh túc vệ, giữa sân lớn dựng kỳ đài ba tầng, bên trên làm tòa bát giác để quan sát thiên văn, ban ngày treo cờ, ban đêm thắp đèn, làm hiệu lệnh cho các quân. Bên ngoài thành đào hào sâu, trên hào bắc cầu thông ra các phố xá dân cư được cất dựng có hàng lối thứ lớp. Chỉ trong 3 tháng hoàn tất việc xây cất, làm lễ khánh thành gọi là kinh gia định. Thế tổ thấy các việc chiều chính đều chỉ mới mở mang ban đầu cần phải lưu ý, chủ liệu hoạch định bèn cho lập ty chiêm hậu dinh công đồng đặt sử quán y viện định tô thuế ban hành pháp lệnh định rõ chế độ quan chức sửa sang nghi thức triều đình đặt ra phép tắc ngạch số tuyển binh để thi hành rồi đó thế tổ sai nguyễn văn nhơn nguyễn hoàng đức võ văn lượng nguyễn đô hoàng tú trung chia đi xem xét các doanh, hiệu định số dân tịch. Cứ ba đinh thì chọn lấy một lính, lại tuyển những người tinh anh tráng kiệt để đưa vào làm quân ngự doanh. Số khác thì chia bổ cho các chi đội. Ngoài ra, quan quân các dinh nếu chiêu mộ được nghĩa binh ở các nơi thì cho phép chọn người trao chức quan để chỉ huy các nghĩa binh ấy. Từ chức cai cơ trở lên được phép tự lập quân tiêu thuộc, ghi sổ báo liên quan để được cấp lương như đối với lính tuyển. Mỗi khi có việc được phép đưa các quân tiêu thuộc ấy đi theo, lại cho lập xưởng quan thuyền, chu sư xưởng ngang dọc ba dặm để chuyên đóng các loại thuyền biển, thuyền chiến, thuyền cong, thuyền then, thuyền son, cách thức quy mô đều làm theo lời bàn định của Tống Phước Đạm. Phước Đạm cũng tâu với thế tổ rằng Quang Trung đã được nhà Thanh phong ác muốn trổ tài khoe mạnh để mưu đồ nhất thống. Xin thế tổ ra lệnh cho tiền quân Lê Văn Quân phải hết sức chú ý giữ vững đồn lũy, không được để xảy ra sơ suất gì lại nói nguyễn à, chuyện quang trung nguyễn huệ sau khi đánh tan quân thanh để tướng ngô văn sở ở lại trấn thủ bắc thành còn mình dẫn quân về nam bấy giờ tổng đốc lưỡng quảng mới là phúc khánh an đưa thư sang giảng hòa huệ bèn sai mang nhiều vàng bạc hối lộ cho khanh an để nhờ an thu xếp cho toàn thành việc ấy rồi huệ sai cháu là nguyễn quang hiền lên cửa ải nam quan nộp cống vật để cầu phong và xin cho Huệ được về kinh triều cận. Vua Thanh phong cho Huệ là An Nam Quốc Vương. Huệ chọn người cháu gọi bằng cậu là Phạm Công Trị, có diện mạo giống mình. Mạo danh là Nguyễn Huệ đi sang kinh đô nhà Thanh để tạ ơn. Vua Thanh ban thưởng cho Huệ tức công trị rất trọng hậu. Nguyễn Huệ đã được vinh hiển, tỏ ý coi thường Nam Triều. Tin báo vào gia định Tống Phước Đạm xin với Thế Tổ truyền lệnh cho Lê Văn Quân phải lưu ý việc phòng thủ. Bấy giờ Lê Văn Quân đóng đồn tại Bà Rịa, dân sớ về chiều tâu với Thế Tổ, nói kinh đô mới ở gia định chưa được vững chắc. Nếu quân Tây Sơn thuận gió đem thủy binh vào đánh, thì lo dân man ở miền thượng đạo thừa cơ nổi dậy ở sau lưng. Xin Thế Tổ cho đóng bộ binh ở Quan Hóa, đậu chiến thuyền ở Hưng Phước để phòng ngừa bất chắc. Đợi đến cuối mùa gió Đông Bắc, quân Tây Sơn không dám vào, sẽ đem quân tiến thẳng ra lấy Bình Thuận, Bình Khang, đóng đồn dựng trại, chiêu mộ quân lính để liên lạc ứng phó với nhau. Như thế quân Tây Sơn có vào cũng không thể làm gì được. Thế tổ xét thời chưa cho phép lệnh cho Lê Văn Quân hãy từ từ để chủ liệu sau, rồi sau đó thế tổ gọi quân về gia định, quân xin thế tổ cho đánh lấy Bình Thuận. Thế tổ bèn sai quân chỉ huy quân thủy bộ 6.000 người, lấy võ tánh làm tiên phong, Nguyễn Văn Thành làm phó tiên phong. Trước khi lên đường, bọn quân vào bệ kiến, thế tổ nói. Chuyến đi này, đi đánh là để cứu sinh dân một phủ bình thuận, không được thừa thắng rủi dài để lọt vào nơi trọng địa của quân địch mà mất uy mang nhục. Nhân đó thế tổ ban chiến bào cho bọn quân. Ba tướng vâng mệnh đem quân lên đường, quân và tánh chia binh đóng đồn ở Phan Rí, phan thành đóng quân ở hóc trôm đô đốc tây sơn là đào văn hồ tiến đánh văn thành và võ tánh từ hai phía tiếp ứng cho quân đào văn hồ thua chạy quân sai người về báo tự nhận là công lao của mình võ tánh nói với thuộc hạ chê quân là hạng nhờ gió bẻ măng quân muốn tiến đánh diên khánh lệnh cho văn thành đem quân tiến trước võ tánh tiến đến tam độc làm hậu ứng văn thành nói Muốn đánh Diên Khánh thì chỉ nhổ nước bọt sao tay là lấy được, nhưng nơi đó cách xa Sài Gòn. Nếu quân Tây Sơn đưa đại binh đến thì địch nhiều ta ít chẳng phải là xẻo thịt ném cho hổ ăn ư. Quân Bền Sai Văn Thành đóng quân ở Mai Thị, tánh đóng ở Phan Rí. Quân tự mình đem quân tiến đóng Phan Giang, chờ ngay ngóng để đánh lấy Diên Khánh. Thành sai người rùi ngựa về báo với Thế Tổ. Thế Tổ nói. Những phủ huyện mới lấy được phải cố sức giữ lấy một tấc đất, một người dân, nếu hành động khinh suất thì liệu có chắc thắng hay không? Rồi thế tổ truyền chiếu lệnh cho quân phải dừng binh đóng giữ, gọi Văn Thành và Võ Tánh về gia định. Bấy giờ đội đốc Tây Sơn là Hồ Văn Tự tham đốc từ Văn Tú tiến đánh quân ở Lũy Mai Hưng Nương. Văn quân không chống cự nổi, thuộc tướng là Nguyễn Quận, Nguyễn Văn Khương tử trận. Quận người huyện Bảo An trấn Vĩnh Long cương người huyện Vinh Bình, Trấn Vĩnh Long, có công theo hầu khi Thế Tổ đến vọng cát. Quân sĩ phần nhiều bị giết, bị thương. Nguyễn Văn Thành nghe tin Lê Văn Quân bại trận, khuyên võ tánh đem quân về cứu. Tánh ngoảnh mặt bỏ đi, Văn Thành nói. Giặc đến nhà đàn bà phải đánh, huống, chi ta là tướng quân ư, lại còn tình nghĩa cùng được chúa thượng ban chiến bào nữa, Văn Thành nói xong một mình đem quân quay lại cứu viện cho Lê Văn Quân. Thế tổ nghe báo tin, truyền bảo quân cố thủ chờ viện binh, quân và Văn Thành giữ lũy phan rí. Quân Tây Sơn kéo đến bao vây rất đông. Quân Dương biểu xin thêm viện binh, thế tổ sai võ tánh của Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Trương đem quân đi cứu viện. Nghe tin có viện binh đến, Văn Quân mở cửa lũy xua quan ra đánh. Trong ngoài ra sức đánh ốp vào, quân Tây Sơn thất thế tán loạn chạy trốn văn quân tiến đóng lũy lam thế tổ nhận được tin báo truyền lệnh cho các tướng đưa quân rút về quân rút về đóng giữ ở hưng phước bấy giờ vua chân lạp là chiêu thủy biện nói với vua xiêm là nam triều nước ta luyện quân đúc súng có ý thôn tính đất đai nước xiêm vua xiêm ngờ vực sửa soạn cất quân sang đánh nam triều thế tổ biết người xiêm trọng nề lê văn quân gọi quân về để giao cho quân dàn xếp mối bất hòa với xiêm quân hổ thẹn vì bị võ tánh khinh bỉ nên cố ý lừng khừng không về ngay dâng biểu về nói đại ý trong trận bình thuận dạo trước quan quân cứu viện nhiều kẻ ngang ngực cướp phá xin triều đình cho phái viên ra xét tội trừng trị để nghiêm quân lệnh có lẽ quân có mưu ngầm muốn thanh toán với võ tánh Thế tổ dẫn quân nấn ná không chịu về chiều, bèn biết quốc thư, sai Nguyễn Văn Nhàn, Nguyễn Tiến Lượng sang xiêm để phân biệt gỡ mối hiểm nghi, xem đến biểu câu của Lê Văn Quân. Thế tổ khiển trách rằng, việc đã quan còn xét gỏi làm gì, chỉ thêm rắc rối, hơn nữa triều đình còn lắm chuyện phải lo, Văn Quân kia còn định toan tính điều gì. Văn Quân sợ tội lại dâng biểu cáo ốm, thế tổ bèn sai cai cơ Nguyễn Văn Lợi ra thay thế quân. Một thời gian sau, bệnh của quân không khỏi, thế tổ truyền cho lợi chia quân của Văn Quân làm ba chi, tiền, trung hậu, giao cho Nguyễn Văn Tính, quản hậu chi, đóng ở Đồng Môn, Nguyễn Văn Lợi quản tiền chi đóng ở Bà Rịa, Nguyễn Văn Tính người huyện Long Thành trấn Biên Hòa, lúc đầu theo Chu Văn Tiếp ứng nghĩa giữ chức tổng nhung cai cơ, từng theo tiếp sang vọng các khi trở về được bố trí dưới quyền của Lê Văn Quân. Sau tính lại theo thế tổ trong chuyến sang xiêm lần thứ hai, khi trở về gia định tính theo thế tổ đi đánh quân Tây Sơn có công từ Mỹ Lung đến Sài Gòn trải qua hơn 10 trận chiến chưa từng náo núng. Văn Lợi quê huyện Kiến Hòa trấn Định Tường, trước lợi cùng Văn Tính theo Lê Văn Quân hộ giá thế tổ sang vọng các, khi trở về tính nhiều lần theo thế tổ đi chinh chiến có công lao làm quan đến chức tổng Nhung cai cơ bấy giờ lợi và văn tính thừa lệnh thay chức chỉ huy của văn quân mỗi người đều đem quân đến đồn trú thế tổ lại sai phùng văn nguyệt quản lĩnh trung chi đóng ở hưng phước cũng là để xem xét bệnh tình của lê văn quân thế nào văn quân khỏi ốm từ hưng phước về gia định thế tổ sai giao cho quân triều đình xét, sội, xét tội các quan đều nói tội của văn quân đáng phải xử tử thế tổ xét quân có công theo hầu sang vọng các trải bao gian lao nguy hiểm khi về gia định đi chinh chiến có công lao nhiều nhất không nỡ xử đến cực hình thế tổ bèn sai tước đoạt quan tước của quân cho chờ để lập công chuộc tội quân là kẻ không có học ít hiểu biết nghe tuyên mệnh của thế tổ thì uất ức hổ thẹn rồi uống thuốc độc tự tử Thế tổ vừa giận vừa tiếc, đích thân đến nơi quân ở mà gào khóc, xong cầm roi đánh lên quan tài một trăm roi, các quan tướng có mặt tại đó chẳng ai là không thể phục. Thế tổ chế ngự các tướng nghiêm minh, than tiếc cho Lê Văn Quân không giữ được chọn đạo bể tôi, quân số tiền, quân do quân quản lĩnh đã phân ra các chi nhưng chưa có tướng chỉ huy. Thế tổ bền sai trường cơ, hậu quân tôn thất hội, giữ chức trưởng Tiền quân Sai trưởng cơ Dinh Tiên Phong Võ Tánh giữ chức trưởng hậu quân. Sai Cai cơ Dinh Trung quân Nguyễn Văn Thành giữ chức trưởng Dinh Tiên Phong thay cho Tánh, lấy phó tướng Dinh Hậu quân Nguyễn Văn Thư giữ chức phó tướng tiền quân, trưởng chi Dinh Tiên Phong Mạc Văn Tô làm phó tướng hậu quân, Cai cơ Dinh Trung quân Nguyễn Văn Tính làm phó tướng Dinh Tiên Phong. Các đặt sang, xong các chức vụ đâu đó, Thế Tổ định cùng các tướng bàn định kế sách tiến đánh quân Tây Sơn, vừa khi ấy có tin báo công chúa Ngọc Tuyên từ Phú Xuân sai người vào Tâu, có việc cơ mật, đúng là lui giặc mưu thần nhường kiến vũ, diệt thù kế mật quá hồ dương.